Xin chào các bạn nha, tôi nói kinh miền Tây quê tôi La Quang nha. Hôm nay mình đi quay trứng ốc bù đen mình ấp cho các bạn coi nha các bạn. Đây mình trứng ốc mình quay cho các bạn coi nha. Mình ra vườn mình quay trứng ốc cho các bạn coi mình ấp nha. Hôm nay cũng được mình lấy trứng mới đẻ và trứng hơi đen đen có nha các bạn. Đây. Nó nở được mới nha các bạn ơi. Nè. Nè, trứng đang đen này chuẩn bị nở nha các bạn. Và nó nở một mớ là nó nằm ở đây nha. Đây. Cũng chưa nở được nhiều nhiều nha các bạn. Đây mình bắt ngóc các bạn coi nha. Này. Con này là con ốc bươu đen nha các bạn. Là nó mới nở được mớ nha. Trứng này đen nè. Và trứng đen cho các bạn coi nè. Nó đen rồi, chuẩn bị nở nha các bạn. Rồi bên đây nó nở được được mớ, cũng chưa được nhiều các bạn ơi. Tùy bữa hổm mình lụm là trứng mới, nó mới như dạng như mới mới đẻ rồi là nó còn hơi mềm nha các bạn, tại mình ấp hơi lâu. Hôm nay cũng từng từng máy vậy nha các bạn, mình cũng không nhớ kỹ nữa nè. Các bạn chứ có cua đen nha, mình ấp xong rồi mình đưa xuống đây nha các bạn. Các bạn thấy mình ngăn miếng lưới ngang không, là nó nở xong là mình đưa xuống đây mình dưỡng nó lại, là nó bự bằng ngón tay của mình gì nè, là mình mới bung ra ngoài ngoài kia đó, ngoài kia khung nặng bạn thấy không đó, và bên đây cũng mương nghe bạn, là mình bung ra là nó đỡ hao hơn nha. Đây, đó một bạn hay ốc ốc bố mẹ không, này mình quay gần lại cho các bạn coi nha. Nè ốc bố mẹ nghe bạn, nó giờ này nó cũng nổi hơi ít đó bạn ơi. Đó. Giờ này nó lên được hai ba con gì à. Nó lên thôi nha. Rồi giấc này hơi nắng quá các bạn ơi. Này. Rồi mình lượm mấy cái con ốc mà bữa hổm nó nở lên nở là mình bỏ xuống ương trước ha. Cho các bạn coi nha. Hôm nay nó được bay lớn nha các bạn. Này, không mình giờ mình lượm không tới mình quay cho các bạn coi luôn nha. Nó hôm nay là nó bị lớn nha các bạn, nó bị lớn đó, đó. Và cái mặn này mình dục xuống cho nó ăn nha các bạn, nó cũng vẫn ăn luôn nha các bạn. Và mình bây giờ mình bắt không không có tới nó nha các bạn ơi, nó cũng bằng ngón tay có nhỏ hơn chút, có đầu đũa có, tại vì nó ở trước nó sau nha các bạn. Ốc bươu đen mình nuôi vườn là thật sự luôn chứ không có ấy nha các và mình đi quay review nguyên cái vườn cho mình cho các bạn xem nha. Là mình tự không có mua ốc giống nha các bạn. Mình tự mua. Ủa mình tự ươm ốc nhà luôn. Là mình lấy mình ươm nhà luôn chứ không có mua trong trang trại ốc giống. Đây. Mình lượm trứng ốc cho các bạn. Ủa mình lượm con ốc bươu đen cho các bạn coi nha. Đây. Này này thấy không các bạn nuôi ốc là tốt hơn là giờ mình review cho các bạn coi luôn, tại mình mới lượm lên cái mỏ này hơi mẻ này nha, mỏ này nè là thường thường con ốc bươu đen của mình á, cái mỏ trên này ha
là nó bị mẻ rồi các bạn, nuôi không có sống nha các bạn, nó không có sống đó là thật sự luôn, nó không có sống. Mẻ cái thả xuống thấy vẫn vẫn bò nổi bình thường nhưng mà nó chết nha, chứ nó không có sống nha các bạn. Đó, mình thả nhẹ nhẹ xuống lại nha, mình đây mình review cái mương cho các bạn coi, cũng chưa nhiều các bạn ơi, tay mình mới ương này đó nha các bạn, đó, thấy không? Đó, thấy không, đèn không, không giờ này cũng nắng quá rồi, mới có 1 giờ rồi. Nắng quá nó nổi không nhiều nữa các bạn, chắc chiều nó nhiều lắm này, nó ăn mặn nè, ăn luôn nè này các bạn. Và mình ngoài này mình ương, nó đẻ giờ là mình lấy trứng mình vô nắp mình mới đưa vô trong cái này này, mình ngăn cái bể nè, ngồi hơi gần nha các bạn, và đưa vô đây mình ương bự rồi mình mới thả ra nha các bạn. Nhưng mà câu quá hóm mình ương trong đây, còn mình đăng cái miếng lưới này nè, nó bị hở góc bên đó đó các bạn, đó nó ra ngoài ngoài đây hết mớ rồi này nè, nó ra một mớ rồi. Ở ngoài đâu rồi chị nè, nó ra một mớ ở ngoài rồi. Là bây giờ con ốc được bi lớn nha các bạn, con ốc nó được bi lớn rồi nè, thấy không? Là mình chuẩn bị là để mình quay cho các bạn coi đó, là nó mình mới ấp á, nó nở rồi, nhưng mà rồi sau đó mình đưa vô đó nữa thêm cho các bạn coi nha. Này bạn thấy gì chưa, này ốc bươu đen mình tự ương nhà các bạn, chứ không có đi mua trại giống này. Mình review vườn măng của mình cho các bạn coi nha, chỉ có 2 mương thôi các bạn. Đó, bên đó là bà trà, ngoài đó cũng mương vườn của mình luôn, nhưng mà mình chưa có xử lý ốc bươu vàng được, mình chưa nuôi nha, thì cũng giờ cũng chưa có ốc nhiều. Mương mình trồng bông súng nha các bạn, rồi rau nhút luôn, rau nhút này rau nhút đồng chứ không phải rau nhút Đài Loan nha, mình trồng là cho dựa lại thôi chứ mình không có thấy, chủ yếu mình trồng dựa lại mình nuôi ốc à. Đó, các bạn thấy con ốc nó ăn lá bông súng không, đang đeo lá xuống ha, mình trồng con súng. Tại sao nhầm người hỏi sao mình không thả bèo, cũng có thả nữa các bạn ơi, nhưng mà đợt rồi mình thả bả bèo á bịp bịp chứ chuột nó bò ra nó ăn quá trời các bạn ơi. Bây giờ mình đổi lại mình chơi là bông súng, tại vì sao bông súng là con ốc nó nằm dưới dạ bông súng, súng gì phải không, là nó nằm ở dưới cái dạ, là nhiều khi con mềm bẹp nó không thấy, nó không ăn được, con chuột cũng vậy nha các bạn. Mình thấy cái đó cũng hơi 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 đạt nha các bạn, nghe ở trên, ở trên thì mình trồng chôm chôm nha các bạn, măng cục có măng cục luôn nha, chuối có chuối luôn, mà chủ yếu là trên đây dưới mình nuôi ốc là phụ thôi chứ không có thấy gì cái vụ ốc không, tại vì mình nuôi là phụ thôi, chủ yếu ở trên trồng cây ăn trái nha các bạn, cây mình cũng được 2 năm rồi, là chưa nó đỡ, chưa có được bự hôm mà nha các bạn. Thấy vườn mình không, tới đây là hết nha các bạn, vườn mình tới đây là hết rồi, chỉ có 2 mương thôi. Đó. Súng nha các bạn, tại giờ này vườn cũng chắc chưa rồi, cũng ít có quay ốc, cũng thu ốc sao mà quay không thấy gì nhiều, tại vì nó nằm dưới dạ bông súng nha các bạn, nằm dưới cái dạ của nó. Rồi mình không thấy được nhiều. Rồi.
mình cũng review cái lưới hai dàn mương mình cho bạn coi rồi, cũng không có bự gì mấy nha, nhưng mà các bạn xem xong rồi các bạn nhớ cho mình một like và một cái chia sẻ nha các bạn. Rồi xin chào các bạn nha.